Trong cuộc sống, ai cũng có những nhu cầu, mục tiêu nhất định. Tăng thu nhập, có nhà mới, có xe mới, tự do về tài chính, con cái được giáo dục tốt hơn, có thời gian cho gia đình, đi du lịch khắp thế giới, có nhiều bạn bè mới, hoặc có thể giúp đỡ nhiều người khác, và có tài sản thừa kế cho con cái. Để đạt được những mục tiêu đó, bạn sẽ dùng một loại phương tiện thực được gọi là đi làm. Quy mô phương tiện bạn dùng sẽ quyết định quy mô nhu cầu, mục tiêu của bạn. Phương tiện có quy mô 10 triệu thì nhu cầu của bạn cũng ở mức 10 triệu. Phương tiện có quy mô 500 triệu thì nhu cầu của bạn cũng sẽ tăng lên mức 500 triệu. Nếu nhu cầu của bạn là 500 triệu nhưng phương tiện chỉ mới ở mức 10 triệu thì bạn sẽ phải thu hẹp nhu cầu lại hoặc là điều chỉnh phương tiện. Đúng không ạ? Có 4 nhóm phương tiện như sau. Thứ nhất, bạn đi làm thuê cho công ty, tổ chức hoặc người nào đó. Ở đây bất kể công việc của bạn thuộc chuyên môn gì, vị trí cao hay thấp, tiền lương hay thù lao sẽ được trả theo thời gian bạn đi làm. Bạn có đi làm thì bạn có thu nhập. Tại Mỹ, ước tính khoảng 77% người trong độ tuổi lao động là đi làm thuê. Tại Việt Nam, theo báo cáo của Tổng cục Thống kê năm 2014, số người đi làm công ăn lương chiếm 35%, số lao động tự do và lao động gia đình chiếm 62%, nghĩa là có đến 97% người trong độ tuổi lao động là đi làm thuê. Mức lương của người đi làm thuê chỉ vừa đủ những nhu cầu tối thiểu cuộc sống, rất khó để sung túc và dư dả đầu tư cho tương lai. Bạn có đang hài lòng với mức lương hiện tại? Phần lớn người đi làm thuê không hài lòng với mức lương hiện có. Đó là lý do luôn có người nhảy việc, chuyển công ty. Thứ hai là làm thuê cho chính mình. Nghĩa là bạn tự mình kinh doanh một sản phẩm, dịch vụ nào đó, ví dụ mở một nhà hàng, quán cà phê hoặc một công ty. Ở đây, bạn tự quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm việc kinh doanh với chính mình. So với nhóm thứ nhất, có thể bạn sẽ có thu nhập cao hơn nhưng rủi ro sẽ cao hơn. Áp lực công việc nặng nề hơn, sức khỏe suy giảm và có rất ít thời gian dành cho gia đình và bản thân. Thứ ba là xây dựng hệ thống kinh doanh. Nghĩa là bạn sẽ sở hữu một quy trình kinh doanh tự hoạt động cho dù bạn có mặt hay vắng mặt. Chuỗi quán cà phê Starbucks, Trung Nguyên hoặc thức ăn nhanh KFC, Lotteria là một ví dụ. Khi đến những nơi này, bạn có thấy người chủ quán không? Người chủ sở hữu không hề có mặt tại các quán cà phê hoặc cửa hàng, nhưng mọi hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường và tạo ra lợi nhuận đều đặn, bền vững. Cuối cùng là đầu tư. Khi có một khoản tiền dư, bạn mua một thứ gì đó để tiếp tục tạo ra thu nhập. Đó là đầu tư. Các kênh đầu tư phổ biến là bất động sản, tài chính hoặc đơn giản nhất và khá phổ biến là mua lại hoặc xây nhà cho thuê. Nếu đầu tư thành công, bạn sẽ nhận được khoản thu nhập thụ động đều đặn. Nói cách khác, bạn dùng tiền để tạo ra tiền. Với hai nhóm bên trái, bạn sẽ dùng thời gian để đổi lấy tiền. Ngược lại, hai nhóm bên phải, bạn sẽ đổi tiền lấy thời gian. Nhưng điều khác biệt là thời gian này sẽ tiếp tục mang về tiền. Kết quả là nếu lựa chọn đứng bên trái, bạn chỉ có thể có tiền hoặc có thời gian, không thể có cả hai. Trong khi nếu bạn chọn đứng bên phải, bạn sẽ có cả hai. Bạn sẽ chọn bên nào? Với hai lựa chọn ở bên phải, nếu bạn không có sẵn một số tiền rất lớn để đầu tư, thì xây dựng hệ thống kinh doanh là phương án khả thi nhất. Tóm lại, để đáp ứng nhu cầu mục tiêu như thu nhập cao, có nhà mới, có xe mới, con cái được giáo dục tốt, có thời gian cho gia đình, đi du lịch khắp thế giới, có nhiều bạn bè mới, có thể giúp đỡ nhiều người khác, có tài sản lớn thừa kế cho con cái, thì phương tiện bạn nên chọn là xây dựng một hệ thống kinh doanh. Để xây dựng một hệ thống kinh doanh như Starbucks, KFC hay Trung Nguyên, bạn cần những gì? Nguồn vốn lớn, mặt bằng, nhân viên, chi phí cố định, kinh nghiệm, cạnh tranh khốc liệt, rủi ro, giới hạn về địa lý, về thời gian. Ngoài ra, theo thống kê của cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ của Mỹ, cứ 100 doanh nghiệp thì sau 5 năm chỉ có 50 doanh nghiệp tồn tại. Thêm 5 năm nữa sẽ còn 15 và sau 15 năm thì chỉ có 3 doanh nghiệp tồn tại. Còn ở Việt Nam, theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tỷ lệ doanh nghiệp đóng cửa sau 3 năm là 76,2%. Việt Nam chưa có các thống kê 5 năm, 10 năm và 15 năm, nhưng chắc chắn tỷ lệ doanh nghiệp tồn tại không thể cao hơn ở Mỹ, nghĩa là chưa đến 3% doanh nghiệp tồn tại sau 15 năm. Nhưng đừng để những số liệu trên khiến bạn tuyệt vọng. Nếu có một lựa chọn khác để xây dựng một hệ thống kinh doanh của riêng mình với vốn ít, chi phí cố định thấp, không cần mặt bằng, không cần thuê nhân viên, ít rủi ro, ít cạnh tranh, sản phẩm ứng dụng công nghệ độc quyền, không bị giới hạn về thời gian, không gian và mức lợi nhuận, bạn có muốn tìm hiểu thêm không?